Welcome cả anh em trở lại kênh DHVG của mình hôm nay. Tiếp tục với game mới Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký Mobi thì mình sẽ dẫn anh em kỹ năng ngày 2 và ngày 3. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên là quan trọng nhất là về đánh thành. Đánh thành ấy, nó là cái bản đồ góc 5 giờ. Em click vào nó sẽ đưa đến. Đánh thành này đầu tiên là về bang hội, nó sẽ có phần là quản lý anh em chiếm và sẽ được thêm tài nguyên. Mình nhớ là bang level 1 là chỉ có một thành tím và hai thành nam. Lên level 2 là hai thành tím và bốn thành nam. Thành nam mỗi một ngày anh em sẽ được thêm 4.800 nhựa cộng với 120k xu. Còn là thành tím là sẽ được thêm 28.800 xu vàng trên một ngày cộng với 240 kim bảo một ngày. Nói chung là cũng được thêm khá nhiều tài nguyên. Và quan trọng khi anh em đánh thành là sẽ được thêm chiến công. Chiến công anh em sẽ được nhận thêm quà. Từ mốc 150k trở lên là anh em được thêm 10k xu vàng. Ngoài ra nó sẽ có thêm bảng xếp hạng tuần. Đây, tuần top 1 anh em sẽ được danh hiệu truyền kỳ. Mình nhớ là PVP 5%. Đây tăng thương PVP 5% cộng với giảm thương PVP 5%. Hiệu lực 7 ngày. 1.000 kim bảo cộng với 500k công huân. Rất là nhiều mày. Đây top 2 được 200 cộng với 800 kim bảo. Top 3 được 600 cộng với 300. Còn top 10 anh em được 150 kim bảo cộng với 150k công huân. Nói chung là được thêm quà mày. Anh em mà có thời gian treo đẹp thì cũng khá là ngon. Anh em muốn tôi treo tìm cái thành nào mà không có ai đánh, anh em vào khiêu chiến. Khi mà thành đấy không có người nào thủ, anh em có thể cho viện trợ farm rồi anh em chuyển thành khác đánh. Như thế thì anh em sẽ tối ưu được về phần điểm hơn. Hơi tiếc một tí là mấy ngày gần đây nó có thêm game mới ấy. Không mình treo là kiểu gì cũng được top 2 top 3. Còn top 1 thì hơi khó. Tại vì bạn top 1 này mình thấy bạn ấy rất là chăm treo. Quan trọng bạn top 1 em ơi. Đây cho anh em xem bảng xếp hạng lạp này. Hình như hôm nay ở trên nhóm có anh em nào đang có xếp hạng nào lạp hơn 20 triệu rồi. Đây bạn L Phong này. 10 triệu 50k. Top 2 6 triệu 4. Top 3 5 triệu 8 gần 5 triệu 9. Top 4 4 triệu dưới. Top 5 2 triệu 8. Nói chung là sương sương từ top 1 đến top 50 chắc khoảng 50 triệu. Đây ngày 3 thì nó kết thúc cái đua top lạp, mình được top 27, được thêm hai cái công pháp cam thì chọn và 10 thiệp công pháp. Mình nhớ thiệp công pháp arc này mình lổ đỏ luôn từ đầu. Đây vẫn còn là 34 lần nữa. Nếu mà 10 lần không ra là còn 24. Và cái thiệp này mình thấy anh em nông dân phờ đi thôi. Anh em cày chắc là ngày thứ tư sẽ lên được level 48. Lên 48 trong phần du ngoạn nó sẽ mở ải 6. Ngày 6 đi đầu anh em sẽ được cái cam khí huyết quan trọng ở trong tiệm. Nó sẽ cho anh em mua vật phẩm đó. Cây táng nghiêng các tiệm công pháp này. Đấy khi qua ải 6 được thêm 3 cái chỉ số nữa. Công HP cộng với phòng thủ. Cái này thì mình để anh em lên dồn công thôi. Ngày mai chắc mình sẽ cố gắng thiết kế đổi 1-2 cái công này. Mình có một cái rồi. Còn về mấy cái tính năng của game ấy, anh em nhớ tham gia đủ. Như ở đây câu cá 12 giờ anh em tham gia được thêm cá. Cá ấy. Thứ nhất là bảng xếp hạng anh em sẽ được thêm đồ này.
và phần ở túi đồ anh em được thêm cá nữa. Cá anh em mở có thì ra đột phá vàng khá ngoan em ơi. Hy vọng ra đá vàng đi. Anh em mà không nạp thì đá vàng thiếu rất nhiều. Đây được 5 cục vàng, 12 cục tím rất là hên luôn. Tiếp tục là 6 con cá xanh này. Hy vọng nhá. Cục vàng đây. Đây được có một cục vàng, 25 cục tím. Nói chung là nhân phẩm anh em mở ra nhiều cục vàng thì ngon. Còn về tiêu xa như cái video trước mình nói ấy, 3 ngày đầu tiên đua top anh em có thể chạy full cho mình vé quay tướng. Hoặc là anh em có thể tích khô máu, anh em kiếm cái lệnh bài để mình tăng lên 3 thợ. Anh em mà có nhiều thợ thì anh em chạy nhiều hơn. Nếu mà có thời gian on ấy thì kiểu gì anh em cũng chạy đến hao lực. Hao lực này nó giảm rất nhiều mày. Bây giờ lệnh bài cấp 1 này ấy, chạy 3 con tốn gần 40 phút. Hình như là một con nó tốn tận 1 tiếng rưỡi phải ấy. Hay là 2 tiếng, nói chung là rất là lâu luôn. Còn về phần đổi đồ trong sự kiện hấp dẫn thì anh em đổi cho mình hai cuối trước. Đây hai vàng cộng với danh hiệu. Còn dư ấy thì anh em đổi mắc cho mình cái cuốn vàng này. Cuốn vàng này kiểu gì anh em cũng thiếu thôi. Còn về đá tím này chắc là chủ yếu là anh em nạp mới thiếu. Còn anh em mà cày kiểu gì cũng thừa. Còn về cái bên trên ấy thì anh em đổi cho mình mắc su. À khoan á, bốn cái chữ khác nhau ấy nên là anh em cứ đổi mắc cho mình. Lúc đầu mình không ý em ơi. Cứ tưởng là chữ nó bị trùng, nếu mà không trùng anh em cứ đổi mắc thôi. Còn về phần kim bảo cha nhất anh em cứ tích cho mình. Bây hiện tại mình đã lên 20k3 rồi. À quên mất nhở. Còn về đánh thành ấy, anh em chú ý cho mình mấy cái hình trống hay là bàn tay ở trên thành ấy. Đầu tiên là cái trống anh em khiêu chiến là sẽ được thêm tài nguyên. Mình nhớ là được 100 kim bảo cộng với một ít cống hiến. Còn về cái bàn tay như nó ở dưới phải ấy. Đây, anh em chú ý cho mình về phần thành. Thế ra game này chơi cũng khá thì thôi. Cuối ô nếu mà còn thiếu gì mình sẽ thêm sau cho anh em. Ok.
We'll be right back.